Ngày hội khởi nghiệp Việt Nam Startup Day 2019 vừa được khai mạc vào sáng nay 23 tháng 8 tại Trung tâm Hội nghị Riverside Palace, quận 4, thành phố Hồ Chí Minh. Đây là sự kiện khởi nghiệp chuyên sâu và lớn nhất Việt Nam, quy tụ gần 200 mô hình khởi nghiệp tham gia. Ngày hội khởi nghiệp được khởi xướng và thực hiện bởi Trung tâm Hỗ trợ Thanh niên Khởi nghiệp thành phố Hồ Chí Minh, đồng tổ chức bởi Hội Doanh nhân trẻ thành phố Hồ Chí Minh, với sự bảo trợ của đề án 844 Bộ Khoa học Công nghệ, Sở Khoa học Công nghệ thành phố Hồ Chí Minh và Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh. Việt Nam Startup Day 2019 mang sứ mệnh kết nối các nguồn lực sáng tạo và đổi mới mạnh mẽ, nơi các doanh nhân, nhà đầu tư, nhà phát triển công nghệ Việt Nam và quốc tế tương tác và cộng hưởng giá trị. Trong đó tập trung xây dựng văn hóa khởi nghiệp đổi mới, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, đứng lên sau thất bại, đào tạo nguồn nhân lực có phẩm chất phù hợp với khởi nghiệp sáng tạo, khơi gợi đam mê sáng tạo, kỹ năng phát hiện và giải quyết vấn đề, kỹ năng liên kết. Cái sân chơi như thế này thì thực sự là bổ ích cho các bạn khởi nghiệp, đặc biệt là các bạn trẻ. Thì mọi người có thể đến đây xong gặp những vị tiền bối, những người đi trước, rồi gặp các nhà đầu tư và kể cả những cái sân để làm. Mình rất là thích cái sân pitching kiểu này, nó rất là mở và để cho mọi người cũng có thể học hỏi lẫn nhau, cũng như là có nhiều cơ hội để gọi là giao lưu một cách tự do và trực tiếp hơn, thì cũng là cái cơ hội để cho các bạn trẻ học hỏi và tìm hiểu. Và mình nghĩ là đây sẽ là một cái với những người mà đang mới ở giai đoạn ý tưởng thì có thể sẽ gặp được gọi là phát triển được cái ý tưởng của mình, hoặc là gặp được những cái mentor hoặc những cái người mà có thể giúp đỡ để phát triển ý tưởng, thậm chí là nhà đầu tư nữa. Còn các bạn mà đang gọi là hoàn thiện ở giai đoạn mới gọi là sản phẩm thử nghiệm chẳng hạn thì có thể hoàn thiện cái kế hoạch kinh doanh của mình. Nói chung là chương trình rất là tốt. Trong khuôn khổ sự kiện lần này sẽ có 7 chương trình khác nhau như trình diễn ứng dụng công nghệ tương tác, trưng bày mô hình khởi nghiệp tiêu biểu, sàn giao dịch và đầu tư khởi nghiệp, phiên kêu gọi vốn và thuyết phục nhà đầu tư, dòng bán kết Việt Nam Startup Week 2019 và dòng chung kết. Có thể nói, từ cuộc thi Việt Nam Startup Week những năm qua đã có rất nhiều dự án vươn mình xa hơn, trở thành một trong những biểu tượng được nhắc đến khi nói về khởi nghiệp. Thì ví dụ như cái sản phẩm của cô thì khi mà cô đưa những cái mẫu ra thì những cái nhà đầu tư họ rất là thích, như ở nước ngoài là cô cũng đã bán được 13 nước. Họ rất là thích cái sản phẩm này vì là cái sản phẩm bảo vệ môi trường, coi như là thay thế cho ống hút nhựa. Nó làm cho cái đất nước là giống như là mọi người ai cũng có ý thức về sống xanh, sống sạch và sống đẹp. Cơ hội của bản thân và nhóm thì sẽ được học hỏi rất là nhiều kinh nghiệm cũng như là tư duy để phát triển dự án hơn nữa, và những góp ý của tất cả mọi người thì em nghĩ dù em thấy là vô đây thì tụi em rất là nhỏ bé so với lại các anh chị lớn khác, nhưng mà tụi em muốn là tụi em có điểm khác biệt riêng và tụi em muốn mang hình ảnh của một học sinh đến đây để nói với mọi người rằng là tụi em không học sinh không chỉ để học, tụi em còn có tư duy, tụi em có thể phát triển hơn nữa. Ngày hội khởi nghiệp Việt Nam Startup Day 2019 hướng đến kết nối cộng đồng khởi nghiệp Việt Nam với cộng đồng khởi nghiệp quốc tế, đồng thời kết nối hệ sinh thái khởi nghiệp trong nước và quốc tế. Đây cũng sẽ là nơi chứng kiến những cái bắt tay lịch sử để kết nối đầu tư, nguồn vốn, truyền thông, đối tác, nhân lực cho các mô hình khởi nghiệp. Việt Nam Startup Day 2019 sẽ giới thiệu gần 200 dự án khởi nghiệp đổi mới sáng tạo nổi bật của Việt Nam và quốc tế đến từ 11 quốc gia của 4 châu lục như Mỹ, Canada, Úc, Anh, Singapore, Hàn Quốc, Thái Lan, Malaysia, Nepal. Dự kiến Việt Nam Startup Day 2019 sẽ thu hút 10.000 lượt khách tham dự. Đó là những nhà đầu tư, doanh nhân, chuyên gia đầu ngành, cơ quan chính phủ, hệ sinh thái khởi nghiệp Việt Nam, các đơn vị truyền thông và cộng đồng yêu thích khởi nghiệp. Việt Nam Startup Day 2019 sẽ khép lại vào tối mai 24 tháng 8 khi tìm ra quán quân bảng Việt Nam và quốc tế nổi bật nhất để vinh danh tại lễ chung kết và trao giải cuộc thi khởi nghiệp Việt Nam Startup Week 2019 có tổng trị giá lên đến 10 tỷ đồng.